chuẩn bị trở xuống đi học. Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6. Hôm nay chúng ta cùng làm những bài tập về thể quá khứ đơn. Rồi, thể quá khứ đơn của chúng ta chủ với các động từ cột 2. Đây chúng ta có tôi đã ở nhà vào tất cả ngày cuối tuần. Stay cột 2 của chúng ta là thêm ed vào. Câu số 2, go cột 2 là biến thành went. Angela đã đi tới cinema vào tối hôm qua. Câu số 3, những người bạn của tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở Nha Trang vào năm ngoái. Have cột 2 là had. Câu số 4, kỳ nghỉ của tôi ở Huế rất là tuyệt vời. Bây giờ động từ ở quá khứ, động từ tôi đi quá khứ là was were, chủ ngữ số nhiều đi với was, chủ ngữ số nhiều đi với were, chủ ngữ số ít đi với was. Kỳ nghỉ của tôi là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ was trong trường hợp này. Câu số 5, mùa hè năm ngoái tôi đã đi thăm đền Ngọc Sơn ở Hà Nội. Bây giờ quá khứ visit, quá khứ là visit gì? Visited. Last summer I visited Ngọc Sơn Temple in Hà Nội. Câu 66, bố mẹ của tôi đã bị mệt mỏi sau chuyến đi. Bây giờ bố mẹ của tôi là chủ ngữ số nhiều và động từ to be quá khứ sẽ là were. Câu số 7, tôi đã mua rất nhiều quà cho em gái nhỏ của tôi. Bây giờ buy cột 2 là bought. Lan và Mai đã nhìn thấy cá mập, cá heo và rùa ở Chi Nguyễn Aquarium. See cột 2 là saw. Câu số 9, eat cột 2 là rẫy. Trung đã ăn thịt gà và cơm cho bữa tối. Câu số 10, talk là nói chuyện và cột 2 của talk là thêm ed vào. Họ đã nói chuyện về kỳ nghỉ ở Hội An. Câu số 11, return là quay trở lại, cột 2 của nó là return thêm ed. Phương đã quay trở lại Hà Nội vào ngày hôm qua. Câu số 12, chúng tôi đã nghĩ rằng đồ ăn rất ngon. Bây giờ từ nghĩ của chúng ta cột 2 là thought. T-O-U-G-H-T. Câu số 13, tôi đã đi tới nhà hàng cùng với một khách hàng. Ở đây là went. Câu số 14, tôi đã chạy xe vòng quanh chỗ đậu xe trong 20 phút để tìm được chỗ đậu xe. Bây giờ cái từ lái xe, drive, trở thành drove, drove. Câu số 15, cái từ arrive của chúng ta, arrive cột 2 là thêm ed vào. Và cái từ động từ to be ở đây sẽ chia là what và replace là chủ ngữ số ít. Câu số 16, cái từ ask cột 2 là ask ed. Câu số 17, cái từ say cột 2 là said. Tiếp theo, câu số 18, cái từ tell cột 2 là told. Câu số 19, cột 2 của work là thêm ed vào. Câu số 20, cột 2 của see là saw. Câu số 21, cột 2 của stop là stop ed. Stop ed. Và cái từ buy đó là boat. Boat. Rồi câu 22, that gì? That's worth better than waiting for 2 hours. Câu số 23, số 23 là I didn't go. Bởi vì có not thì chúng ta phải xài didn't, động từ nguyên mẫu. I didn't go to school last Sunday. Câu số 24, get chuyển thành get. Bây giờ chú ý câu 24, đây là câu nghi vấn thì chúng ta phải có did đầu câu. Did she get married last year, cô ấy đã kết hôn vào năm ngoái phải không? Rồi câu số 25, what did you do? Bởi vì đây là thì quá khứ chúng ta phải có trợ động từ did. What did you do last night? I did my homework. Câu số 26, tôi không còn yêu anh ta nữa. Bây giờ các từ love ở quá khứ sẽ là thêm ed vào. Câu 27, get ở quá khứ thành got và have thì thành had. Câu số 28, buy chuyển thành bought. Họ đã mua ngôi nhà đó vào năm ngoái. Câu 29 là didn't, bởi vì có not chúng ta phải xài didn't. She didn't go to school yesterday. Câu 30, cậu bé đó đã ăn trứng vào tối hôm qua. Bây giờ have trở thành had. Rồi sang cái bài tiếp theo cũng là chia động từ ở quá khứ. Spend sẽ chuyển thành spent. Câu 2, mẹ của tôi tiêu tiền cho bản thân bà ấy nữa. Bây giờ spend didn't, đúng không? Didn't, spend nguyên mẫu. Didn't, spend nguyên mẫu. Câu tiếp theo, lender sẽ biến thành lender. Tôi cho mượn cái pen knife cho ai đó, nhưng mà tôi không nhớ nó đâu rồi.
Rồi câu số 4, builder sẽ biến thành builder. Builder. Câu 5, sell chuyển thành show. Show. Dạ. Chúng ta tiếp tục với câu số 6. Đây là câu nghi vấn của thì hiện tại, thì quá khứ đơn thì nó sẽ là did you tell. Did you tell. Câu tiếp theo, bear chuyển thành born. Tear chuyển thành torn. Where trở thành worn. Nha, square trở thành sworn. Cái này các bạn phải mua quyển sách. Rồi grip thành grip. Slip thành slap. Nó hơi giống nhau tí đấy. Sweep trở thành wet. Keep trở thành keep kept. Sweep, swept. Pay trở thành paid. Lay trở thành laid. Break trở thành broke, broke. Chu trở thành chose. Và speak trở thành spoke. Rồi, go trở thành went. Not what là didn't what. Khi nào mà câu phủ định câu nghi vấn các bạn sẽ did rồi, các bạn không cần quan tâm phần hai nữa. Meet trở thành met. What did you do? Rồi did they buy? Did they buy? Rồi câu tiếp theo là harder. Ok. Bài này vẫn là thì quá khứ đơn luôn. Ngày hôm qua chúng ta sẽ was. Was Sunday, get chuyển thành got. Did do chuyển thành did. Take chuyển thành took. Come thêm ed vào. Rồi have thành had. Eat chuyển thành ate. Rồi drink chuyển thành drank. Have chuyển thành thêm ed vào. Rồi have ed. Brush thêm ed vào. Brush ed. Put 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 put. Go chuyển thành went. Have thành harder. Return return ed. Return ed. Do chuyển thành did. Eat chuyển thành ate. Rồi take chuyển thành took. Be chuyển thành was. They can. Rồi nam went. Rồi chúng ta trả lời câu hỏi là ngày hôm qua là thứ mấy.